Mai ca ơi, Vâng. mấy giờ rồi? Dạ hiện tại là 14 giờ 1 phút. Mai ca ơi, Vâng. thời tiết hôm nay thế nào? Hôm nay ở Hoàng Mai, nhiệt độ dao động từ 19 đến 29 độ C, trời quang mây, gió thổi nhẹ vừa phải, khả năng mưa vào ban ngày là 5% và ban đêm là 12%. Mai ca ơi, Vâng. kể một câu chuyện cười. Mình rất sẵn lòng kể chuyện cười, tuy nhiên nội dung sẽ có những tình huống hơi nhạy cảm, không phù hợp với những bạn nhỏ, mong bạn lưu ý. Một mục sư nói với các giáo dân: tuần tới tôi sẽ thuyết giảng về tội nói dối. Để giúp các bạn nhanh chóng nắm được vấn đề, tôi muốn tất cả đọc trước chương 17 quyển Mark. Chủ nhân sau đó Mai ca ơi, em nghe. Dừng lại. Dạ,